Chính quyền của Tổng thống Trump từ chối đề nghị của Thổ Nhĩ Kỳ là Ankara sẽ trao trả mục sư người Mỹ sau gần 2 năm giam giữ nếu Hoa Kỳ miễn trừng phạt cho một ngân hàng của nước này. Wall Street Journal dẫn lời một giới chức cấp cao của Tòa Bạch Ốc cho biết yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chỉ được xem xét sau khi mục sư Andrew Brunson được thả ra. Thổ Nhĩ Kỳ muốn Hoa Kỳ chấm dứt cuộc điều tra ngân hàng Hope Bank mà phía Mỹ cho rằng có thể đã vi phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Đổi lại, Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị trao trả mục sư Andrew Brunson, nhân vật trọng tâm trong vụ căng thẳng quan hệ ngày càng trầm trọng giữa hai nước. Tuy nhiên, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bác ý tưởng này và nói rằng sẽ không có thỏa thuận nào một khi mục sư Brunson vẫn còn bị tù. Mục sư Brunson bị Thổ Nhĩ Kỳ bắt giam kể từ năm 2016 với cáo buộc trợ giúp cho âm mưu đảo chính chống lại Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Vụ việc đã nhanh chóng làm xấu đi mối quan hệ giữa Washington và Ankara. Hai bên công kích nhau ngày càng thậm tệ và dùng thuế quan để trả đũa.